ôi hỡi con ơi, suốt 18 năm qua mẹ cam khổ sở biết mấy từng chờ đợi ngày con lớn khôn. Nguyệt em. Dạ chào thầy. Mời thầy ngồi. Dạ mời thầy dùng nước. Đã nhiều lần tôi gian em đừng kêu tôi bằng tiếng thầy, nó khó chịu cho tôi lắm. Vậy chứ thầy muốn tôi kêu thầy bằng gì? Bằng gì cũng được, quyền của em mà. Dùng tiếng thầy xưng hô thì thầy thấy khó chịu, còn dùng tiếng nào nhẹ nhàng êm ái khác thì bụng dạ thầy đã biết, sao thầy không chịu nói ra? Trời ơi! Lương tâm thầy cắn rứt chăng? Tôi mong chuộc lại lỗi lầm xưa. Để chiều ý thầy, tôi sẽ kêu thầy là mình, hoặc ta thần tâm, hay chỉ bằng ánh thôi. Nếu được tiếng mình, có nghĩa là em đã sẵn lòng tha thứ. Vậy từ nay hai ta âu yếm gọi nhau cho đến hơi thở sau cùng. Nửa đời còn lại anh với em gắn bó mặn nồng, tuy không đường hoàng giá thu nhưng là nghĩa vợ chồng sao trước gối chăn. Người ta nghi ngờ đặt thành dấu hỏi, nhưng mà làm sao họ hiểu được anh với em đã vượt ra khuôn khổ của gia đình. Nguyệt ơi, là chúng ta nối lại mối tình xưa giam giờ. Bị ràng buộc vào quá khứ thì hiện tại chỉ có mỗi một mình tôi đau khổ. Còn nếu cho vừa ý anh thì lại thêm một người phụ nữ khác là vợ của anh sẽ khổ đau. Thôi thì cách tốt nhất là anh để cho tình của chúng ta.
tất cả niềm nhớ thương trọn vẹn. Con của chúng ta, thằng Tâm sẽ tốt nghiệp ra trường. Sắp tới đây anh sẽ chọn ngày lành tháng tốt để vợ chồng mình hoan hỷ năn nỉ, chúc mừng cho con trong cái buổi lễ thần hôn. Tâm ơi, thương con, mẹ định gửi quà cho con trong ngày cưới. Chứ danh nghĩa nào mà mẹ dám nghĩ đến chuyện năn nỉ? Em gửi quà gì cho con vậy? Đây, mặt hướng thiêu còn dáng dơ. Chim nhung dịu dàng từng đường tim môi chỉ, có trái tim sắc son chờ mong. Nhịp nhàng phương trời xa thẳm, duyên lứa đôi sắc son tình chung. Vậy mà bao năm rồi em vẫn vẫn như người qua đường xa lạ. Trong lúc ngày đêm anh ấp ủ, anh đang yêu một tổ nguyên ương em đẹp hạnh phúc. Còn em thì lạnh lùng từ chối, khiến anh đây thêm nát ruột xé lòng. Nguyệt em, em hãy cho anh một ân huệ. Chúng ta nên dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Còn chúng ta hãy sống như đôi chim quê hương trong hoàn cảnh thiên nhiên khắc nghiệt. Khi thời tiết đổi thay, một con không may bị bệnh bồng chống biển cả, thì từ đó con còn lại một mình dưỡng sức gió. Gương xưa đã giờ làm đôi mỗi người một nửa. Chúng ta soi vào bước chân con đang chập chân trên đời. Quãng đường xa còn trông gai thăm thẳm xa vời. Thằng Tâm nó sẽ thế nào trước cảnh chờ đời bán lời mua dân? Bụi giao thời mới cũ đổi thay, chúng ta là nạn nhân của gia đình tập quán. Thì nay chúng ta phải giúp cho con thoát khỏi dòng bồi bạc phú phàng. Em à, anh đã lo đầy đủ cho con từ nhỏ đến lớn, nó không có thiếu một cái thứ gì hết á. Em biết không, con mình nó có hiếu lắm em mà. Anh Minh, theo tôi như vậy cũng chưa có đủ. Mà thương con là phải sống cho trọn vẹn vì con. Đừng để nó rơi theo vết cũ lối mòn của chúng ta ngày trước. Ngọc trong lớp rong rêu cặn bã áo tù. Hãy chắp cánh để cho chuyện tình khốn khổ của anh. Một cổ đôi ba chồng cho nó được sáng mắt sáng lòng. Phân biệt thế nào là ghét là thương.
ngày. Em hãy cho anh thỉnh thoảng. Không được. Không được có nghĩa là em sẽ đi thêm bước nữa với người khác à? Anh Minh, nếu anh còn theo chủ nghĩa gia đình hẹp hòi thì tốt nhất anh đừng đến đây nữa. Được rồi, vậy thì từ nay chúng ta cùng lo cho con vậy. Anh về nghe Nguyệt. Dạ, anh về. Anh về nghe Nguyệt. Dạ, anh về. Trời ơi, sao giữ tôi lại vậy trời.